Vâng, chúng tôi hôm qua chúng tôi có đưa lên một vài có đọc rồi. Là cái luật mà bắn súng mà cho phép lực lượng an ninh có quyền bắn trong những cái trường hợp nào thì chúng tôi có đọc hết rồi. Và chúng tôi nghĩ rằng cái đại hội phiên họp kỳ 6 này, tức là cuối năm 2018, là chắc chắn sẽ thông qua. Chắc chắn sẽ thông qua. Và khi đó anh em cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông có lý do, kể cả quân đội luôn, tôi nói rõ ràng rồi, trong cái luật nó nói rõ ràng, các cơ quan an ninh mà bị tấn công, các cơ sở hành chính của chính quyền bị tấn công là mình có quyền phản ứng. Thế mà đã cái vụ Bình Thuận ngày hôm mùng 10, sáng nay 12 tháng 6 Quốc hội sẽ bấm nút biểu quyết luật an ninh mạng. Và thưa quý khán giả, việc đó đã quyết định và đã xong. Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật số 2018 QH14, độc lập, tự do, hạnh phúc. Dự thảo luật trình qua Quốc hội thông qua luật an ninh mạng. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành luật an ninh mạng, chương 1, những quy định chung. Điều 1, phạm vi điều chỉnh, luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Điều 2, giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. Thứ nhất, an ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Ở đây chúng tôi xin được bổ túc thêm cái này. Thí dụ, một ông thượng tá của quân đội nhân dân đang tại chức bây giờ, lên trên mạng viết một cái bản tin: anh em cờ đỏ thành phố Hồ Chí Minh gặp cái bọn VHK ở đâu là đập ngay ở đó. Đó là vi phạm ngay lập tức luật an ninh mạng nha. Chúng tôi xin đọc tiếp. Điều 2, bảo vệ an ninh mạng là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng. Thứ ba, không gian mạng là mạng lưới kết nối của các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Thứ tư, không gian mạng quốc gia là không gian mạng do chính phủ xác lập, quản lý và kiểm soát. Thứ năm, cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia là hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật để tạo lập, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin trên không gian mạng quốc gia, bao gồm A. Hệ thống truyền dẫn bao gồm hệ thống truyền dẫn quốc gia, hệ thống truyền dẫn kết nối quốc tế và hệ thống vệ tinh, hệ thống truyền dẫn của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông và mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng. B. Hệ thống các dịch vụ lõi bao gồm các hệ thống phân luồng và điều hướng thông tin quốc gia, hệ thống phân giải trên tên miền quốc gia là DNS, hoặc hệ thống chứng thực quốc gia, tức là PKI gạch chéo CA, và các hệ thống cung cấp dịch vụ kết nối truy cập internet của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng. C.
Dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm các dịch vụ trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin có kết nối mạng, phục vụ quản lý, điều hành của cơ quan, tổ chức, tập đoàn kinh tế, tài chính quan trọng, cơ sở dữ liệu quốc gia. Dịch vụ trực tuyến bao gồm chính phủ điện tử, thương mại điện tử và trang thông tin điện tử, diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội, blog, v.v. D. Cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin của đô thị thông minh, Internet, vạn vật, hệ thống phức hợp, thực ảo, điện toán, đám mây, hệ thống dữ liệu, hệ thống dữ liệu nhanh và hệ thống trí tuệ nhân tạo. Số 6. Cổng kết nối mạng quốc tế là nơi diễn ra các hoạt động chuyển nhận tin hiệu mạng qua lại giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Thứ 7. Tội phạm mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện phương tiện điện tử để thực hiện tội phạm quy định tại Bộ Luật Hình sự. Thứ 8. Tấn công mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn hoạt động của máy tính, mạng máy tính và hệ thống thông tin. Thứ 9. Khủng bố mạng là việc sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi khủng bố, tài trợ và khủng bố. 10. Gián điệp mạng là hành vi cố ý vượt qua các cảnh cáo, mã truy cập, mật mã, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác để chiếm đoạt, thu nhập trái phép thông tin, tài nguyên thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu hoặc phương tiện điện tử của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. 11. Tài khoản là số thông tin dùng để chứng thực, xác thực, phân quyền sử dụng các ứng dụng, dịch vụ trên không gian mạng. 12. Nguy cơ đe dọa an ninh mạng là tình trạng không gian mạng xuất hiện dấu hiệu đe dọa xâm nhập, xâm phạm an ninh quốc gia, gây tổn hại nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, của cá nhân. 13. Sự cố an ninh mạng là sự việc bất ngờ xảy ra trên không gian mạng, xâm phạm quyền an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. 14. Tình huống nguy hiểm về an ninh mạng là sự việc xảy ra trên không gian mạng khi có hành vi xâm nhập, xâm phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia, gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân hoặc gây thiệt hại về tính mạng của con người. Vâng, trước khi chúng tôi đọc qua cái điều thứ 3, đó là lúc nãy 14 điều nằm ở trong cái điều khoản số 1 và điều khoản số 2, thì chúng tôi xin tóm lược. Nói tóm lại, kể từ nay trở đi, những người nào sử dụng Facebook, tức là mạng xã hội, Zalo hoặc là Internet, email trong giờ làm việc của mình và sử dụng qua cái mạng của cơ quan, coi như cũng đã là một sự vi phạm. Đúng như bên Mỹ chúng tôi nhỉ. Ở trong giờ làm việc, các bạn không được dùng email hoặc là dùng máy điện toán của công ty để vào làm những cái việc riêng như là lên mạng xã hội, Facebook hay là kia. Và thêm một cái điều này nữa là không được khai thác, tức là những cái tư liệu cá nhân xong rồi phát tán lên trên mạng. Cái điều này đã xảy ra rất nhiều trong quá khứ. Kể cả những chuyện mà vu cáo và bịa đặt, dùng tên của người ta xong rồi đó, làm những cái fake news hoặc là những cái fake story, tức là những cái mà tin giả hoặc là những cái thông tin giả về người này. Thí dụ như bây giờ cái mạng xã hội, chúng tôi lấy đơn cử, ở đây tất cả ai cũng biết, bà Vũ Hà là người đi tố cáo của bà Hương Vi. Bây giờ kể từ nay, bà Vũ Hà không có thể sử dụng được cái mạng Internet này để mà vu cáo bà Hương Vi nữa. Chỉ có tới cơ quan công an nộp đơn đó rồi chờ đợi. Chứ không thể mang lên trên này mà vu cáo giống như những cái nhóm của ông Trần Hải Yến.
và Phùng Út Hà hay là những người trong đó vẫn tiếp tục. Bây giờ họ chỉ còn khoảng chừng 4-5 người nữa. Hết rồi. Những người khác bây giờ sợ rồi, bỏ đi rồi. Còn lại ai? Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Phúc Hưởng, Nguyễn Minh Tuệ thì sợ rồi. Bùi Gia Việt, Trần Ngơ, Sơn Thanh, Phùng Út Hà. Và bây giờ Phùng Út Hà đúng không? Viết nhiều nhất là tại vì những người khác không dám viết nữa. Thì cái luật an ninh mạng này, tất cả những người đó đều bị vi phạm. Điều thứ ba, chính sách của nhà nước về an ninh mạng. Một, ưu tiên bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ và đối ngoại. Hai, xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Ba, ưu tiên nguồn lực xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, nâng cao năng lực và lực lượng bảo vệ an ninh mạng và tổ chức cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng, ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ để bảo vệ cho an ninh mạng. Tư, khuyến khích và tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng. Mạng, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng, nghiên cứu phát triển công nghệ, sản phẩm dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng, phối hợp với các cơ quan chức năng trong bảo vệ an ninh mạng. Năm, tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng. Điều 4, về nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng. Thứ nhất, tuân thủ hiến pháp và pháp luật, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Hai, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sự quản lý thống nhất của nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. Thứ ba, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng và bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm cho quyền con người, quyền công dân và tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân hoạt động trên không gian mạng. Thứ tư, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa và an ninh mạng. Năm, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với các cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Sáu, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện về an ninh mạng trước khi đưa vào vận hành và sử dụng. Thường xuyên giám sát, kiểm tra về an ninh mạng trong quá trình sử dụng và kịp thời ứng phó, khắc phục sự cố về an ninh mạng. Thứ bảy, mọi hành vi phạm pháp luật về an ninh mạng phải được xử lý kịp thời và nghiêm chỉnh. Năm, biện pháp bảo vệ an ninh mạng. Thứ nhất, biện pháp bảo vệ an ninh mạng bao gồm: A, thẩm định an ninh mạng; B, đánh giá điều kiện an ninh mạng; C, kiểm tra an ninh mạng; D, giám sát an ninh mạng; D, ứng phó khắc phục sự cố an ninh mạng; E, đấu tranh bảo vệ an ninh mạng; G, sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin mạng; H, ngăn chặn, yêu cầu tạm ngừng cung cấp thông tin mạng, tạm đình chỉ các hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng mạng viễn thông, mạng internet, sản xuất và sử dụng thiết bị phát thu phát sóng vô tuyến theo quy định của pháp luật. Y, yêu cầu xóa bỏ truy cập, xóa bỏ thông tin trái phép pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng xâm nhập an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. K, thu nhập dữ kiện dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trên không gian mạng. L, phong tỏa, hạn chế hoạt động của hệ thống thông tin, đình chỉ tạm thời, đình chỉ hoặc yêu cầu ngưng phát hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền theo quy định của pháp luật. M, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.
N, các biện pháp khác theo quy định của pháp luật về an ninh quốc gia, pháp luật về xử lý và vi phạm hành chính. Số 2, chính phủ quy định trình tự thủ tục áp dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng trừ các biện pháp quy định tại điểm M và điểm N của điều khoản 1. Điều này. Điều 6, bảo vệ không gian mạng quốc gia, nhà nước áp dụng các biện pháp để bảo vệ không gian mạng quốc gia, phòng ngừa, xử lý các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trên không gian mạng. Điều 7, hợp tác quốc tế về an ninh mạng. Thứ nhất, hợp tác quốc tế về an ninh mạng được thực hiện theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và có cùng lợi. 2. Nội dung hợp tác quốc tế về an ninh mạng bao gồm: A. Nghiên cứu, phân tích xu hướng về an ninh mạng. B. Xây dựng cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa tổ chức các cá nhân mạng với tổ chức cá nhân với nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động về an ninh mạng. C. Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, trang thiết bị, công nghệ bảo vệ an ninh mạng. D. Phòng chống tội phạm mạng, các hành vi xâm phạm an ninh mạng, ngăn ngừa các nguy cơ và đe dọa an ninh mạng. D. Phòng chống tội phạm, các hành vi xâm phạm an ninh mạng, ngăn ngừa các nguy cơ đe dọa an ninh mạng. D. Tư vấn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng. E. Tổ chức hội nghị, hội thảo và diễn đàn quốc tế về an ninh mạng. G. Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về an ninh mạng. H. Thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về an ninh mạng. I. Hoạt động hợp tác quốc tế khác về an ninh mạng. Ở điều 3. Số 3 nhé. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì phối hợp thực hiện hợp tác quốc tế về an ninh mạng trừ hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện hợp tác quốc tế về an ninh mạng trong phạm vi quản lý. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong hoạt động hợp tác quốc tế và an ninh mạng. Trường hợp hợp tác quốc tế về an ninh mạng có liên quan đến trách nhiệm của nhiều bộ ngành do Chính phủ quy định. 4. Hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng của các bộ, các ngành khác của các địa phương phải có văn bản tham gia ý kiến của Bộ Công an trước khi triển khai, trừ hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ Quốc phòng. Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm. Thứ nhất, sử dụng không gian mạng để thực hiện những hành vi sau đây. A. Hành vi quy định tại khoản 1 điều 18 của luật này. B. Tổ chức hoạt động cấu kết, xúi dục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. C. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết của toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc. Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho các hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm nhập quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân khác. D. Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người, đăng thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe và cộng đồng. E. Xúi dục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội. Điều 2. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng, gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phát tán chương trình, tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.
4. Chống lại cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng tấn công vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng. 5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm nhập, xâm phạm vào chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân hoặc để trục lợi. 6. Hành vi khác vi phạm quy định của luật này. Điều thứ 9. Xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Phần này có lẽ là quan trọng. Người nào có hành vi vi phạm quy định của luật này thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Và nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Chương 2. Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Điều 10. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 1. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là hệ thống thông tin khi bị sự cố xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt, tấn công hoặc phá hoại sẽ xâm phạm nghiêm trọng về an ninh mạng. 2. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm có A. Hệ thống thông tin quân sự, an ninh, ngoại giao và cơ yếu. B. Hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý thông tin thuộc bí mật nhà nước. C. Hệ thống thông tin phục vụ lưu giữ, bảo quản hiện vật, tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng. D. Hệ thống thông tin phục vụ bảo quản vật liệu chất đặc biệt nguy hiểm đối với con người, môi trường, sinh thái. D. Hệ thống thông tin phục vụ bảo quản, chế tạo, quản lý cơ sở vật chất đặc biệt quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia. E. Hệ thống thông tin quan trọng phục vụ hoạt động của cơ quan tổ chức ở Trung ương. G. Hệ thống thông tin quốc gia thuộc lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng, viễn thông, giao thông, vận tải, tài nguyên môi trường và hóa chất, y tế, văn hóa và báo chí. H. Là hệ thống điều khiển và giám sát tự động tại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia. 3. Thủ tướng Chính phủ ban hành và sửa đổi bổ sung danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 4. Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Thông tin và Bộ Truyền thông, ban cơ yếu chính phủ, các bộ ngành chức năng trong việc thực hiện các hoạt động thẩm định, đánh giá, kiểm tra, giám sát, ứng phó khắc phục sự cố đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Thì đó là mới có điều 10. Chúng tôi còn tới tất cả là 4, tổng cộng là 43 điều. Như vậy là còn 32 điều nữa. Chúng tôi nghĩ rằng các bạn nên đi vào các báo, chúng tôi cũng tin chắc rằng cũng có đăng. Nhưng mà trong Thiên Hạ Sự, KBC Hải Ngoại có đăng rồi. Và trong KBCHN.net cũng có đăng. Các bạn có thể vào trong đó tải về được. Nhân tiện đây thì chúng tôi cũng xin quên một điểm rất là quan trọng. Cái nhóm phản động biểu tình, họ đã dùng bom xăng đặc chứ không phải chỉ có đá mà thôi. Bom xăng đặc nó ném vào bắt lửa và cháy 10 chiếc xe. Đó là 10 chiếc xe ô tô, chưa kể những cái xe gắn máy, những cái xe khác. Và làm cháy luôn cả cái ủy ban hành chính. Thì đây là một cái sự phản động và vi phạm trầm trọng, chứ không phải là như là những cái vụ như là Formosa hoặc là đơn giản như là cái vụ Đồng Tâm hay là những cái vụ Dân Oan. Chúng ta thấy rằng là nhìn lại cái quá trình đấu tranh của những người trong nước,
những nhà dân chủ nó họ làm cái gì. Mới đầu thì là dân oan, đúng không? Sau rồi thì họ đổi đất, sau rồi Formosa, sau rồi Ngụy Sử, và bây giờ là tới ở một cái mức độ cao hơn là tấn công bằng vũ khí. Ai cung cấp cho họ những cái công thức để mà chế làm xăng đặc? Nó phải có xăng, phải có mồi và phải có đồ kích lửa thì nó mới tạo thành ra được. Và như vậy là nó phải có kế hoạch và có âm mưu. Mà khi đã có một kế hoạch và có cái âm mưu rồi, rất dễ cho cái tòa án nhân dân có thể quy định, hoặc là công an có thể quy định cái tội phạm hình sự ở cái mức độ nào. Và tòa án nhân dân có thể kết án cái thời hạn phải ở tù. Đối với chúng tôi thì cái thời hạn ở tù này đó phải là từ 10 năm trở lên. 10 năm trở lên. Chúng tôi đề nghị những người này phải được sử dụng, đưa ra làm lao công những cái công tác ở trong tỉnh. Thí dụ những người ở Bình Thuận. Trong suốt thời gian 10 năm ở tù như này, ai nuôi cơm? Tiền đó ở đâu ra? Nhân dân nuôi. Bởi vì tiền đó của nhân dân, đúng không? Thì những người này phải đi ra đi làm những cái công tác về xã hội. Thí dụ như làm thủy lợi, gặt lúa hả? Làm bất cứ một cái công tác gì ở bên Mỹ nó gọi là những người bị ở tù nó hay cho đi làm như vậy. Nó gọi là community services, tức là phục vụ cộng đồng. Thì bây giờ này, cái trong này đó chúng tôi, sáng ngày chúng tôi có đọc lướt qua cho rất nhiều cái mà bây giờ các bạn đang sử dụng, nhà nước có thể kết án bạn được nếu bị thưa hoặc là bị bắt gặp á. Và những cái gì mà lùm xùm mà giữa hai cái nhóm trong thời gian qua, Tổ quốc trên hết, tôi nghĩ rằng cái kênh YouTube Tổ quốc trên hết sẽ phải dẹp qua những cái điều luật an ninh mạng như thế này. Bởi vì dùng những cái YouTube đó để tấn công một cá nhân đã vi phạm trong này rồi, vi phạm hoàn toàn luôn, chưa kể là cái gọi là bịa đặt nữa. Nguyễn Phương Hùng và Võ Tấn Đông là người của Việt Tân đã nhận 30.000 đến 40.000, ngày tháng năm nào nhận, ai đưa ở đâu, qua trung gian của ai, qua nhà băng nào, nhận tiền mặt hay nhận chi phiếu hay nhận bằng phẩm vật. Đấy, những cái điều đó là ông Bùi Gia Việt phải chịu trách nhiệm. Trong này nói rất nhiều cơ quan và cá nhân luôn. Thành như ông Trần Ngơ mà không bị đuổi thì lần này ông cũng sẽ dính vào cái luật an ninh mạng. Có một cái điều tôi biết, an ninh dư sức làm về công nghệ thông tin. Và như Phan Hùng nói với hồi sáng này trong cái live stream, cho biết rằng hiện tại bây giờ toàn bộ thành phố Bình Thuận không gọi được điện thoại và không dùng được internet, tức là họ cắt sóng hết. Các bạn nhớ cái vụ mà đám tang của bác Giáp không? Khi mà cái quan tài vừa đưa ra ngoài thì tất cả các sóng live stream đều bị mất hết. Thì đó là cơ quan công nghệ thông tin của an ninh, họ cắt sóng, không có ai có sóng hết, kể cả VTV luôn. Thế nhưng mà những người nhân viên an ninh họ vẫn có, bởi vì họ có một cái đấy, một mã riêng, mật khẩu riêng,
để đi vào cái mạng wifi của họ. Vâng. Những cái nick như là Nam Quốc Sơn Hà, như là các bạn mới nói đó, hoặc là những cái nick mà nghĩa là từ trước đây á, chắc chắn là sẽ bị vi phạm. Ví dụ như David Lê live stream hoặc gửi về bên Việt Nam, những các bạn nào ở Việt Nam mà mở những cái đó ra, chắc chắn là các bạn bị vi phạm rồi. Đó là luật an ninh mạng sẽ không cho phép các bạn. Và họ cho phép được nhà nước Việt Nam có quyền lọc, người ta gọi là filter, tiếng Mỹ nó gọi là filter, tức là lọc, là sàng những cái. Và theo như lúc nãy chúng tôi đọc, bị mất tài khoản hoặc đóng luôn tài khoản luôn. Đó là lý do mà tại sao BBC, RFA, RFI, VOA đó, họ phản đối. Là bởi vì nếu mà cái luật an ninh mạng này ra như vậy thì các cơ quan đó chắc chắn hơn ai hết sẽ bị vi phạm. Đối với những cái cơ quan mà chúng tôi mới nói, đài VOA hay là BBC này kia, cái biện pháp có thể là nhà nước Việt Nam yêu cầu các bạn nó phải tự chế. Nếu không tự chế đó thì chúng tôi sẽ tạm ngừng chương trình của BBC trong vòng 3 ngày, nói thí dụ như vậy. 3 ngày mà bị ngưng là đủ chết rồi. Đúng vậy, Nguyễn Minh Hải. Thì cái luật an ninh mạng này, và tôi khẳng định luật an ninh mạng không bắt buộc các cơ quan nước ngoài phải đặt máy chủ tại Việt Nam. Không bắt buộc. Thành ra điều này đó, các cơ quan đầu tư nước ngoài họ rất vui. Vui là bởi vì nếu mà đặt cái máy chủ tại Việt Nam họ sẽ bị. Và bây giờ thì chúng tôi không biết cái tình hình của Tây Ninh đi đến đâu và sau Tây Ninh sẽ là cái gì. Tôi đề nghị bất cứ nơi nào mà xảy ra một cái biến cố, thí dụ như Tây Ninh bây giờ, đề nghị chính quyền, Ủy ban Nhân dân Tây Ninh cắt hết sóng điện thoại và sóng Internet trong khu vực đó. Không liên lạc với nhau, không kêu gọi. Giống như người mù rồi. Điện thoại cũng không liên lạc được. Internet cũng không có. Thì lẽ dĩ nhiên Facebook cũng không có. Thì làm sao mà kết hợp với nhau được? Đúng không? Ít ra trong thời gian mấy tiếng đồng hồ, cho tới khi mà cái việc sự kiện nó được chấm dứt. Các bạn nói rằng tình hình ở Phan Rang êm, tôi đồng ý. Nhưng mà êm trong cái sự mà cơn sóng ngầm, chứ không phải là êm trong cái sự mà bình yên giống như bữa trước. Chúng tôi nghĩ rằng lực lượng quân đội cần phải túc trực, cần phải trưng dụng để bất cứ giờ phút nào để tiếp tay với lại các cảnh sát cơ động. Tại sao? Tại vì bây giờ rõ ràng rồi, Tây Ninh đang xảy ra, thì tức là bất cứ một tỉnh nào trong 63 tỉnh thành của chúng ta cũng sẽ phải xảy ra. Và nhà nước Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam và các ủy ban nhân dân địa phương phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Sau vụ Bình Thuận, thì tại sao bây giờ đang có biểu tình ở trên Tây Ninh? Bạn trả lời tôi đi, Xã Thanh Vân. Tây Ninh đang biểu tình đấy. Người yêu nước hiểu ra vấn đề nên giờ không có ai cổ vũ bọn phản động, kích động, lôi kéo, gây rối nữa đâu. Bạn vừa viết xong thì hiện tại trên Tây Ninh đang có xảy ra. Và chỗ Puyen hãy còn đang, cảnh sát cơ động đang đứng gác ở ngoài đó. Mặc dù cơ quan đã ra thông cáo là tạm thời đóng cửa cho tới khi có lệnh mới. Tức là chưa biết có đi làm hay không. Bây giờ mới thấm thía. 2 ngày không có lương.
cho một tuần lễ mà không có lương là chết luôn. Tội nghiệp những người vô can. Dân mình không có suy nghĩ, không có ý thức. Chỉ có 5-10 người mà nó phản động thôi. Nhưng mà tụi nó nhiệt tâm, nó đoàn kết với nhau. Mình yêu nước, mình không đoàn kết, và mình dễ bị xúi dục. $300,000, $400,000 cầm cái đi tiêu một cái vèo nó cũng hết. Nó đâu có mang giá trị lâu dài đâu. Mà để cho bây giờ mình mất công ăn việc làm vĩnh viễn luôn. Chưa chắc đi làm cái hạng khác mà người ta mướn. Chị hỏi lên thôi, coi lại hồ sơ của mình. À, hồi xưa làm Pu Yen à. Chứ có tham dự biểu tình không? Dạ không. Có giấy chứng nhận của cơ quan nói rằng làm việc tốt không? Dạ không. Thế sao bị nghỉ việc? Dạ không biết. Vâng, nó là một cái điểm nhỏ. Nó chỉ là một cái điểm nhỏ. Nhưng mà nó sẽ có ảnh hưởng lớn. Bằng chứng là bây giờ đó, tất cả các cơ quan du lịch của các nước ngoài, Nhật, Hàn, Thái Lan, Phi, Sinh, Trung Quốc, hủy bỏ hết. Đâu phải chỉ có Trung Quốc bỏ đâu. Hai người du khách Nhật Bản bị đánh hoan ở ngoài Nha Trang, Khánh Hòa và phải nhập viện. Cái nhóm biểu tình vô cớ đi ngược đường nhìn thấy hai người Á Đông. Bà Sĩ bị bà Tú nhận họ là Trung Quốc, thế là quánh. Quánh một cách là thiếu suy nghĩ, nông cạn và ngu dốt. Thì làm như vậy thì làm sao mà các cái du khách ngoại quốc nào mà tới đây nữa. Và chính mình không bị trực tiếp nhưng mà ít ra gián tiếp, mình cũng bị ảnh hưởng. Thí dụ mình là chủ một cái quán bán thuốc lá lẻ ở Khánh Hòa. Mình chẳng có biểu tình, chẳng có liên quan gì cái đám biểu tình hết. Thế nhưng mà bây giờ đó là du khách họ không tới Nha Trang nữa. Thì lẽ nhiên số người đi mua thuốc lá hút bị giảm đi đấy. Công giáo thì đương nhiên từ xưa nay họ vẫn hung hăng mà. Vâng, ngày này chúng tôi xin được phép chấm dứt buổi nói chuyện ở đây.